do có thể đi lại hang. Thì đúng giờ là mình sẽ tải về nơi này. Thì giờ tụi em đang xuống tiếng này. Mấy anh em sau này lưu ý là cứ đi, nếu mà anh từ hướng Nhân Hải đi lên giờ đi ngang qua cái hang kia, xong rồi tập kết khách bên này. Đúng rồi, hai khách bên này là cậu đã thuê là một nhà là không, nó tập kết khách ở bên này hết. Đúng rồi, cứ hẹn giờ, ví dụ như đúng một tiếng đồng hồ thì mình nhận ấy luôn á, mình nhận thuê luôn á, nhà mới vuông á, nhà mới vuông. Còn bên đây là chỗ quản lý anh thông qua bên này, bên này sẽ nhất là một dòng lớn, anh cũng tập kết bên này, mình tập kết bên này cũng hẹn khách như vậy. Chưa đang thấy thuê nhà rẻ hơn mấy lần kia. Sau này là mình sẽ thực hiện theo cái chương trình vậy đó. Không có ăn nữa. Không có vô ăn nữa.